Chào chào bác ạ. Vâng, chào bác chú. Cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Tôi là Phạm Thị Tâm, năm nay tôi 64 tuổi. Dạ. Tôi ở xóm 1, Phù Đê, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam. Bác Tâm sự con biết về ngoài ngày trước bác bị làm sao? Ngày trước đầu tiên là tôi cảm thấy là đau đầu gối. Dạ. Thế là sau khi đó là tôi cũng có đi chụp chiếu ở bệnh viện vài ba lần. Dạ. Và tôi, con tôi nó mua cho tôi thuốc của Mỹ. Bác đi chụp chiếu ở viện, các bác sĩ kết luận bác bị làm sao? Kết luận tôi là bị thoái hóa khớp. Dạ. Thoái hóa khớp thì tôi theo như thế thì là con tôi nó mua thuốc về cho tôi. Dạ. Thì tôi uống là điều trị là hai lọ thuốc của Mỹ nhưng không dạ. khỏi. Dạ. Sau khi đó tôi lại đi chụp chiếu và tôi điều trị ở xuống bệnh viện và tôi nhờ cháu tôi ở bên Nhật nó mua là cái thuốc sụn cá mập và dạ. thoái hóa khớp nhưng mà dạ. tôi uống không thấy khỏi. Nhưng vừa rồi là tôi có đi cộng hưởng từ thì nó tìm ra bệnh là của tôi là bị hồng đĩa đệm và thoát vị đĩa đệm L4, L5 dạ. và thoái hóa mỡ, rồi là vôi gai đốt sống L1. Dạ, thế là trong thời gian đấy tôi ngủ rất là khó khăn. Con bác kể con biết về cái tỉ mỉ, cái sự đau và cơn đau của bác như nào? Cơn đau của tôi là như là chân tôi rất là buồn bực, chẳng hạn như tôi ngủ ở trên giường thế này thì tôi xoay ra, nghĩa là chân tôi cứ dựng lên trên tường, dạ. xoay hết góc gọn góc kia, mà nếu mà nằm thì nằm trong tư thế như là kiểu người bắn súng chân co chân duỗi. Dạ. Thế mà coi như là đêm thì mất ngủ, có khi là 4-5 giờ sáng mới chợp được mắt. Dạ. Và đến lúc mà nếu như mà nấu cơm thì đứng, một chân thì đứng, còn một chân kia chân đau thì là dạ. gối lên chân như này. Còn nằm võng thì cũng phải là một chân dựng lên tường. Dạ. Thế là sau khi đó là tôi đau đớn mà tôi không biết là làm cách nào mà tôi tìm thuốc đâu. Thế là thời gian vừa rồi thì là vừa đấy con bác đau như vậy kéo dài bao thời gian? Quanh là suốt 5 năm. Dạ. Suốt 5 năm. Thế mà tôi uống thuốc của Nhật, của Mỹ, rồi là tôi có đi lên Vân Đình là người ta bấm huyệt cho tôi đấy. Dạ. 3 ngày nhưng mà khi chưa bấm thì tôi còn không đau, nhưng mà từ khi bấm huyệt về là tôi đau nhiều. Dạ, tôi đau nhiều thì coi là tư tưởng của tôi nó cũng phân tán, là tôi rất là sợ là tôi như là sợ như bị liệt ấy. Bây dạ giờ vâng. người cao tuổi rồi mà. Sau khi ông về nhà thuốc thì ai mách bác đến nhà thuốc chúng con? Chúng tôi là con dâu tôi nó đi làm với một cô ở trong Bài Lâm. Dạ. Thì nó có kể với tôi là bạn con nó uống thuốc mà nó mang ra ngoài công ty nó uống mà nó khỏi rồi. Dạ. Thì hôm đấy thì tôi cũng cứ chờ ngày là nó đi làm ca buổi chiều thì buổi sáng nó cho tôi đi lên. Thì chúng tôi hai mẹ con đi lên là nhà bác sĩ đấy. Dạ. Thì bác sĩ Thạc thoan gì đấy, thì là tôi có lấy về là theo như lời bác sĩ nói từ ban đầu ấy, là uống trong vòng 4 năm thì khỏi, nhưng mà khi bắt đầu tôi về tôi uống thì đến ngày thứ hai là tôi đã cảm thấy là bệnh của tôi nó hầu như là nó đã đỡ được một nửa, tức rồi. Là mới đầu thuốc là uống 4-5 ngày nó giảm đúng không? Tôi uống đến ngày thứ hai là tôi đã thấy xuyên giảm rồi. Dạ, vâng. Thế là tôi uống hết 10 thang thì dạ. tôi cảm thấy là nó đã giảm được 70-80% rồi. Dạ. Thế là tôi yên tâm, thế là không còn cái tư tưởng là về bệnh tật này khác, cho nên là tôi lại tiếp tục tôi lên tôi lấy lần hai để dạ. về tôi uống. Tổng cộng bác điều trị nhà thuốc mấy tháng đã bác khỏi hoàn toàn? Là 4 tháng rồi. 4 tháng. Từ đó đến bác khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Tôi khỏi được năm nay rồi. Một năm nay rồi. Vâng. Hiện tại bác còn đau nữa không? Không, tôi vâng. nghĩ là có đau nhưng mà đau là bất chợt thôi. Ví dụ như là hôm nọ tôi đi đám ma về dạ. đi thì không sao, nhưng mà khi tôi về bắt đầu chân ở đầu gối tôi nó cứng chân luôn dạ, đau vâng. đấy. Xong mấy hôm lại có hết không bác? Tôi uống xong là lại khỏi luôn. Dạ vâng. Dạ. Con hỏi thêm, ngày trước bác điều trị nhiều nơi không hiệu quả? Không vâng. có hiệu quả, cả thuốc nước ngoài đấy. Dạ vâng. Cháu nó mua cho đấy mà. Ngày trước bác điều trị thì tổng cộng là nhiều nhà thuốc đúng không? Không hiệu quả. Nhiều nhà thuốc mà tôi cũng chưa uống thuốc nam bao giờ cả. Dạ. Tôi toàn là uống thuốc tây. Vâng. Nhưng mà tôi đi tiêm thì nó tôi tiêm 3 lần đi tiêm. Là dạ. mỗi lần một mũi thôi, nhưng mà tôi thấy nó giảm luôn. Dạ. Thế là sau khi đó tôi thấy nó giảm rồi thì tôi lại đi thôi, không tiêm nữa, nhưng mà người ta nói là thuốc tây nó bị giòn xương. Dạ, thế vâng. nên là tôi mới chấm dứt, nhưng mà nghe tin là con tôi nó bảo nó uống thuốc nam thì tôi cũng bảo thôi được, mình ra đồng mình uống cũng được. Thế là tôi mới quyết định là tôi lên tôi uống thuốc nam. Bây giờ bác làm việc bình thường chưa? Làm việc bình thường. Chả năng giờ bác có đau nào không? Không đau. Không đau. Vâng. Ngày trước bác đau nhiều, kéo dài về ngày, về đêm nhiều? Ngày thế chú ạ. Dạ. Ngày thế những đêm, nghĩa là nó buồn bực chân nhá. Nếu chẳng hạn như ngồi như này là phải dậm cái chân như này. Tê chân. Tê chân nó buồn lắm. Còn nếu mà đi nó mà đau á, nó đau ở cái đầu gối này. Dạ.
dưới mắt cái là nó nghĩa là nó đau, nó buốt cơ. Dạ. Bây giờ bác làm việc bình thường nhiều đúng không? Làm việc, tôi làm việc bây giờ bình thường rồi. Không còn đau nữa. Vâng. Bây giờ là tư tưởng của tôi là yên tâm là thuốc đã đúng bệnh, đúng người. Bác khỏi được 1 năm rồi. Vâng. Ngày trước bác điều trị nhiều nơi không hiệu quả. Nhiều nơi rồi. Đấy, cả lúc đó bác đau nhiều, bác đi lại được bình thường không? Tôi hay làm võng. Dạ. Đau nhiều thì tôi làm võng. Thế làm võng thì nó đau buồn bực thì tôi cứ gác chân lên tường đấy. Dạ. Thế lúc thì chán làm võng tôi lại xuống ghế tôi ngồi thì là nó cứ đau chân thì tôi cứ lấy chân rung rung như này. Dạ vâng. Đấy. Hiện tại bác khoảng cần phải chống chân, phải hai chân gác lên nhau như dạ. này. Hiện tại bác khoảng 1 năm rồi. Vâng. Chẳng hạn bác còn đau nữa không? Không. Vâng. Hôm nay con xuống phỏng vấn hình ảnh của bác thì bác cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Tôi cảm thấy thuốc của chú là như là tôi như là gặp trời phú cho. Dạ. Nên là may mà tôi lại gặp được chú mà tôi chữa được cái bệnh này. Dạ vâng. Tôi rất là xin là cảm ơn chú vâng. là đã cho tôi được cái liều thuốc mà tôi đã chữa khỏi bệnh. Dạ vâng. Bây giờ phần cái tư tưởng thì là tôi yên tâm. Bác bây giờ ăn ngủ ngon còn đau được không? Không. Không đau. Không đau vâng, mà ngủ ngon lắm. Ngủ ngon. Vâng. Hôm nay con xuống phần phỏng vấn hình ảnh của bác thì con đã cảm bác và chúc bác gia đình mạnh khỏe. Và con cảm bác là cho con ghi hình về quá trình điều trị thoái cuộc sống thoát vị đệm phình đệm và thoái hóa mỡ cái là mày gai thoái khớp gối đúng không ạ? Vâng. Bác bây giờ hiện tại bác làm việc bình thường chưa? Vẫn làm việc bình thường chú. Không còn đau nữa. Không còn đau nữa. Vâng. Thay mặt là thuốc thì con cảm bác. Vâng. Và con chào bác ạ. Vâng. Chào chú. Vâng. Na bó được tròn chảo đảo thật đều sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được, rồi ta bắt ra. Nà bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò na gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ á sinh kích thước dài từ 30 phân rộng 20 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay, chúng ta quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh, sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại.
mặt ngoài của lá bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài, người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được, vì đã vào vị trí bị bệnh. Chị bị đau này bao nhiêu năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau bên nào nhiều? Tê chân rồi chị? Chị 3 tuổi rồi. Thế nào? Sao bên trái nhiều nó? Sao lại đắp ý xì này nhé. Nào nóng 1-5 phút đổ rượu đắp vào thôi. Có chị gọi đắp có uống điều trị thứ 2-4 tháng. Trong nắn vào đấy, này sang trái mà. Thank you.